Nhiều khi nghĩ cuộc đời nó cũng lạ. Mình muốn hiền, mình muốn không muốn nói, ai làm gì kệ, không quan tâm. Mình không có con, mình không có gia đình, mình còn tích nhân, tích đức. Còn sao nó có con, có gia đình, có con gái, con trai mà nó sao không biết tích nhân, tích đức, ăn ở khắc đức, cứ kiếm chuyện. Tôi muốn câm cái họng tôi lại rồi, cái miệng cũng không để cho cái miệng tao yên nữa. Kiếm chuyện, thứ gì ngộ đời. Đúng thì tao không nói, không đúng dù có giết tao tao cũng nói, cời súng vô đầu tao cũng nói. Tao nói cho lỡ gan tao. Giờ mà có tao mà đúng mà nói tao sai, chỉ con gà mà nói con vịt mà cơi súng vô đầu tao, tao cũng nói đó là con gà chứ không phải là con vịt. Ủa, dạy chung với nhau 20 năm rồi không biết tính hết nhau hả? Tao nói tao không để bụng, tao chả thèm ghét đứa nào hết. Nhưng chơi tao là tao không bỏ qua đâu. Ngươi với cái cục để bụng, bởi vậy cái bụng chành ảnh á, cái bụng chà bá đó, cái bụng như là có bầu 8 tháng à, như cốc khỏi vậy, như là bệnh gan vậy, sơ gan thằng trưởng, sống mà không biết tích nhân tích đức, ngộ đời nha.